Xin chào quý vị và các bạn. Từ hôm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ lại phải đối mặt với một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt. Tại Bắc Bộ, nắng nóng sẽ tập trung ở Hòa Bình, phía Nam Sơn La, vùng Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, với nền nhiệt cao nhất phổ biến là từ 35 cho tới 36 độ và có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong khoảng từ 55 đến 60%. Còn tại khu vực vùng núi Trung Du, nhiệt cũng tăng lên 32 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, người dân ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc vẫn cần đề phòng chiều tối và đêm còn có mưa rào và dông rải rác. Nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn còn duy trì ở mức cao. Với các tỉnh miền Trung, chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn yếu nên nắng nóng sẽ bao trùm suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, với mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay là từ 35 đến 37 độ. Có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao 37-38 độ. Thời gian nóng từ 10 giờ sáng và kéo dài liên tục đến 16 giờ chiều. Nắng nóng không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sản xuất của người dân, mà sự tăng cao của nền nhiệt độ, độ ẩm không khí giảm thấp và gió Tây khô nóng khiến cho vật dụng rất dễ bắt lửa, nên bà con khi đi làm nương rẫy cần hết sức cẩn trọng, tránh để xảy ra hỏa hoạn. Hôm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều phổ biến có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to, tập trung chính vào chiều và tối. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió rất nguy hiểm. Còn ban ngày có nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ, khu vực Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, thời tiết ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 4, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa giảm còn 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Mưa vừa dứt thì thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đã lại phải đối mặt ngay với nắng nóng. Hôm nay nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Hòa Bình, phía Nam Sơn La, vùng đồng bằng Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội với mức nhiệt cao nhất ngày vào khoảng 35 đến 36 độ, trời nắng nóng. Dự báo đợt nắng nóng này ở miền Bắc sẽ còn kéo dài trong cả tuần này. Nắng nóng cũng là diễn biến thời tiết chủ đạo ở các tỉnh miền Trung bao gồm thành phố Đà Nẵng. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay tại Đà Nẵng sẽ từ 36 đến 37 độ. Thời gian nóng trong ngày kéo dài từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Trong khi đó, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khả năng xuất hiện mưa rào và dông trong chiều tối nay vẫn ở mức cao, trên 80%. Khả năng có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Còn trong khoảng sáng và trưa, trời đôi lúc có nắng gián đoạn. Mức nhiệt ở thành phố Hồ Chí Minh ở vào khoảng 33 đến 34 độ. Thank you.
sang mùng 6 tháng 8, nắng nóng sẽ có xu hướng gia tăng trên diện rộng ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và Đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm không khí phổ biến từ 55 đến 60%. Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ ban ngày mức nắng vừa phải với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng 30 đến 33 độ. Sang ngày mùng 7 đến mùng 8 tháng 8, nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ lên khoảng 1 độ. Về chiều tối và đêm vẫn duy trì mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc, cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Đối với các tỉnh miền Trung, trong 3 ngày tới, nắng nóng diện rộng cũng sẽ bao trùm ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 34 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ. Với các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, mức độ nắng vừa phải, nhiệt độ là từ 32 đến 35 độ. Về chiều tối, khả năng có mưa dông nhiệt cục bộ, tuy nhiên mưa không nhiều nhưng quý vị cũng cần lưu ý khả năng là có dông lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Đến với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi hoạt động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình, nên trong 3 ngày tới, cả hai khu vực này phổ biến có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to, tập trung chính vào chiều và tối. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió mạnh nguy hiểm. Nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Trên biển, trong 3 ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, thời tiết ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 4, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa giảm còn từ 4 đến 10 km trong mưa, trong cơn dông để phòng lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Thank you.